Xin chào tất cả quý vị. Khánh đang có mặt trên con đường Sóc Lu Tân Lập, con đường hay còn gọi là con đường 762. Phía đây là phía đông là đi về khu vực quốc lộ 20, Via Sunin Phát, và mình đi khoảng 7-8 cây số thì mình tới. Đây chính là con đường vào khu vực Bảo Hàm. Bảo Hàm ngày xưa mình hay gọi là ngã ba Bảo Hàm đây quý vị này. Từ đây vô Bảo Hàm thì cũng chỉ 5-6 cây số thôi. Và đây là con đường vào Tân Lập, với ngã tư Tân Lập cũng khoảng 5 cây số quý vị ạ. Hôm nay Khánh mời quý vị mình đi vào tham quan khu vực Bảo Hàm, xem ngày nay thì Bảo Hàm như thế nào rồi. Và Khánh chắc chắn là quý vị cũng sẽ thấy nhiều ngạc nhiên với khu vực Bảo Hàm ngày nay lắm. Bảo Hàm đây thì trong này thì có khu dân cư Bảo Hàm thuộc về xã Bảo Hàm, và hiện nay thì thuộc về huyện Trảng Bơm quý vị ạ. Trong đây còn có ngôi thánh đường giáo xứ Bảo Hàm cũng như là chợ Bảo Hàm nữa. Khánh mời quý vị mình hôm nay cùng với Khánh đi vào tham quan khu vực Bảo Hàm xem ngày nay như thế nào quý vị nhé. Khánh mời quý vị mình cùng đi với Khánh đó. Như vậy là quý vị ạ, con đường vào ngay khu vực ngã ba Bảo Hàm, đi vào khu vực Bảo Hàm đây thì có hai con đường. Một con đường đi vô lối 762 là lối Sóc Lu Tân Lập đây, và một con đường từ giáo xứ Hưng Bình vô. Quý vị thấy này, đầu tiên là mình cảm giác trong này là khu vực chuối mô nhiều lắm quý vị này. Khu vực con đường vô thì bây giờ Khánh thấy cũng mở rộng được hai bên, xẻ đường rộng quý vị nha. Đi khoảng 6 cây số thì mình sẽ tới khu dân cư Bảo Hàm. Và khu vực Bảo Hàm thì theo Khánh biết thì hiện nay có tới 99% là người đồng bào Hoa, họ sinh sống từ xưa đến bây giờ. Quý vị có thể thấy chuối mô những năm vừa qua thì người ta trồng rất là nhiều, và người Hoa cũng là đồng bào Hoa đây thì họ cũng là một trong những người đầu tiên mà trồng chuối mô. Trước đây thì họ trồng thuốc rê, sau đó họ không làm thuốc rê nữa, và những người miền Tây, những người Đồng Tháp lên làm thuốc rê, và những người Kinh họ cũng làm thuốc rê. Và người Hoa thì theo Khánh được biết thôi thì họ cũng là những người sớm nhất họ trồng chuối mô. Năm ngoái thì chuối mô không được giá lắm, và năm nay thì chuối mô được giá, cho nên là ở khu vực này Khánh thấy trước đây là những vườn bưởi, vườn mít, bây giờ đã thay được bằng những vườn chuối mô rồi. Chuối mô thì được thu hoạch theo mùa là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng vẫn có thu hoạch lẻ tẻ không theo mùa vụ. Những khu vực trống này là quý vị có thể nhìn thấy, đây là những khu vực mà chuối mô đã được thu hoạch rồi, và những cây con thì đang được mọc lên. Con đường ngày xưa thì Khánh đi vào thì Khánh thấy rậm rạp hai bên đường, cây cối che hết về với những vườn mít, vườn bưởi, vườn tiêu. Bây giờ thì quý vị thấy trống lắm, bởi vì người ta trồng chuối mô và khi thu hoạch đi thì nó trống như vậy quý vị này. Phải nói là con đường bây giờ đẹp lắm. Trong này nếu mà quý vị có điều kiện tham quan thì đây quý vị này, những con đường đi vào những cái ngõ hẻm khác ấy, cũng ngoằn nghèo nhưng mà được trắng nhựa hết rồi. Nhìn chung là đường xá bây giờ mở mang nhiều lắm. Coi trên ảnh vệ tinh Google Maps thì Khánh thấy khu vực đây thì bây giờ có rất là nhiều những con đường nhỏ nhỏ vào trong vườn, trong rẫy, những con đường mà được trắng nhựa hết rồi, nhìn như một ô bàn cờ, hay chính xác hơn gọi là chân rết đấy quý vị ạ. Những con đường chạy qua chạy lại theo những trục đường chính như vậy, và rất là nhiều đường và trắng nhựa hết quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy trước máy Khánh là khu vực Sóc Lu, núi Sóc Lu, một cái núi mà cũng nổi tiếng, chắc là người Gia Kiệm thì không ai không biết đấy. Nằm sừng sững ngay bên phía đông của con đường vào ngôi làng Bảo Hàm đây luôn. Đây quý vị này, vườn tược này.
ở bên này Khánh thấy còn sót lại một chút vườn bưởi. Vườn bưởi quý vị ạ. Còn một vài gia đình họ vẫn trồng theo những cây cũ là cây bưởi vậy thôi. Còn rất là nhiều khu vực thì đã được thay bằng chuối mô rồi. Đây phía trước hắn thấy có trái bưởi rồi sầu riêng cũng có quý vị ạ. Có cả cây bơ quý vị này. Đấy cây bơ ở ngoài đây. Phía trong hắn thấy trồng sầu riêng. Cái xoài nữa quý vị này. Khu vực này là khu vực phía ngoài thì bà con nhà cửa cứ thưa theo vườn tược vậy. Nhưng mà phía trong kia sau khi đi xuyên qua những cánh đồng hay những khu vườn như vậy thì mình sẽ gặp một ngôi làng đông đúc lắm. Khánh sẽ mời quý vị mình tham quan bằng live cam để quý vị mường tượng rõ hơn ngôi làng Bào Hàm ngày nay quý vị nhé. Đấy con đường đẹp quá mà quý vị ạ. Cứ uốn lượn cong cong vậy đấy. Hôm nay là những ngày giữa tháng đầu tháng 5 quý vị ạ. Tháng 5 thì khí hậu chưa có mưa lắm cho nên cũng bị cạn nước nhiều lắm. Chuối mô thì người ta cần nước nhiều. Và hiện nay thì là giữa cao điểm của mùa nắng nóng. Có khí hậu dự đoán là còn El Nino nữa quý vị. Cho nên là nắng nóng lắm quý vị ạ. Khu dân cư cứ vòng vòng vậy đẹp. Đây là vườn chuối mới thu hoạch mà chưa bỏ cây xuống quý vị này. Người ta chặt quầy rồi, chặt ngọn rồi. Nhưng mà mai kia người ta sẽ chặt cây xuống nữa. Những cây chuối con đang mọc lên nhiều lắm. Quý vị có nhìn thấy này. Chuối mô thì có loại chuối chuối con zin. Người ta cấy bằng cây con người ta nhập về, mua về. Và có loại ép thì những loại mà có sẵn là cây con của những cây mà người ta mới thu hoạch thì gọi là ép quý vị ạ. Chuối ép thì năng suất có thể không bằng chuối của những cây con. Ở đây người ta đang xây dựng tường rào nhiều quý vị này. Ngày nay thì chăm chuối mô thì cũng có quy hoạch và vùng trồng chuối mô lớn cho nên là người ta cũng quy mô hơn. Thậm chí xịt thuốc hay là người ta bón phân ấy, xịt thuốc thì người ta đã có máy, những cái máy bay lớn để xịt thuốc rồi. Trên clip của hắn thì cũng có những cái clip về thu hoạch chuối mô cũng như là xịt thuốc có bằng máy lai cam lớn ấy quý vị ạ. Mấy chục lít, hai mươi mấy lít một lần xịt ấy, trong vòng có 5 phút thôi ấy. Xịt rất là nhanh quý vị ạ. Nó không như xưa nữa. Đấy quý vị thấy bạt ngàn những vườn chuối mô. Con đường thì đẹp quá quý vị nhỉ, cứ uốn lượn vậy đấy. Bên này có quả đồi nhỏ nằm bên cạnh đồi Sóc Lu.
Quý vị ạ, Khánh vừa bay livecam cung đường đấy quý vị. Có thể nói con đường vào Bảo Hàm rộng thân thang quý vị nha. Nó như một đường vào thị trấn nào đó giống như Đạ Tẻ. Thậm chí còn đẹp và rộng và nhiều đường ấy quý vị. Ở đây thì Khánh thấy người dân thì ở bên ven đây thì cũng nhiều gia đình cũng còn khó khăn. Căn nhà còn là hơi chưa được khang trang ấy quý vị. Nhưng mà đây Khánh nghĩ cho có lẽ là di dân từ nơi khác đến sau này ấy quý vị. Theo Khánh biết thì giáo xứ Lợi Hà, theo Khánh biết thì giáo xứ Bảo Hàm đây rồi, là được thành lập từ những di dân người gốc Bến Tre vào năm 1969. Đây là giáo xứ Bảo Hàm đây quý vị này. Quý vị thấy đẹp chưa? Con đường quá đẹp này. Đây quý vị ơi, nhà thờ mình đang ở đây. Đây là nhà thờ của giáo xứ Bảo Hàm đây. Ngôi thánh đường không to, nhỏ xinh xinh quý vị ạ. Mình vào tham quan giáo xứ nhé. Quý vị này, đây là khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Bảo Hàm này. Đây là khuôn gian mặt trước. Đây, Khánh thấy hình như là cha xứ cũng đang là sơn sửa lại nhà thờ. Đây là giáo xứ Bảo Hàm. Giáo xứ Bảo Hàm thì thuộc về ấp Tân Hợp. Ở đây là xã Bảo Hàm 1, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai quý vị ạ. Ở đây thì địa dư thì đông thì giáp với núi Sóc Lu, tây thì giáp với xã Sông Thao, nam thì giáp với xã Bảo Hàm 2 và bắc thì giáp xã Cây Gáo. Giáo xứ Bảo Hàm thì có khoảng 800 giáo dân thôi quý vị ạ, và có 4 giáo khu. Giáo xứ Bảo Hàm thì được nâng lên hàng giáo xứ vào năm 2008. Tính ra tới đây thì đã được 15 năm rồi quý vị nhỉ. Giáo xứ thì mà khởi đầu là khoảng năm 1969 ấy, quý vị ạ. Những di dân Bến Tre họ đến khu vực này lập nghiệp, rồi sau đó thì từ từ rồi tạo thành giáo xứ Bảo Hàm ở đây, được nâng lên hàng giáo xứ vào năm 2008. Ở khu vực đây thì tới 99% là đồng bào người Hoa, và giáo xứ đây được thành lập chủ yếu là những người di dân từ Bến Tre lên khoảng năm 69-70 đấy quý vị. Quý vị thấy giáo xứ thì có khoảng 800 giáo dân thôi, cho nên hắn vào đây thì thấy giáo xứ rất là nhỏ quý vị này. Mình đi tham quan một vòng giáo xứ nhé. Quý vị có thể quan sát thấy ngôi thánh đường thì không lớn quý vị ạ. Chiều ngang theo Khánh được biết chỉ khoảng 8 m, chiều sâu thì chỉ có 20 m thôi. Một giáo xứ của đạo Công giáo, chủ yếu di dân Bến Tre, nằm giữa một khu vực của đồng bào người Hoa trong Bảo Hàm đây, cho nên cũng còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như phát triển lắm quý vị ạ. Có thể nói đây là giáo xứ vùng sâu vùng xa và cũng còn nhiều khó khăn lắm. Quý vị nhìn thấy ở phía trên ban công của giáo xứ thì có 3 tượng thánh quý vị nhỉ. Phía dưới đây thì có hai thiên thần đứng chầu hai bên của lối vào ngôi thánh đường. Rồi mình đi vào phía trong này quý vị nhé. Ở khuôn viên thì còn đang là nền đất quý vị này, đá mi vậy. Và Khánh mời quý vị qua bên đây trước đi. Bên đây là tượng đài Đức Mẹ La Vang. Khánh nghĩ là cũng mới xây tô xong, chưa có gọi là sơn phết quý vị ạ.
Rồi, mình đến tượng Đức Mẹ La Vang quý vị này. Tượng Đức Mẹ La Vang thì Khánh Thi cũng là điểm nhấn đẹp ở đây đấy quý vị. À, quý vị nhìn này, kiến trúc cũng đẹp lắm, nằm trong nền cao, nhìn về hướng nhà thờ. À, Đức Mẹ thì cũng cao khoảng 1,5 m quý vị ạ. Ở đây đã tạm thời mới có làm bằng xi măng thôi quý vị, bằng đúc xi măng vậy thôi, và trải đỡ tấm bạt nhựa lên để làm khu vực viếng vậy thôi, chứ cũng chưa lát gạch xong quý vị ạ. Đây quý vị nhìn này. Ở bên này là khu vực nhà giáo lý cũng đang xây dựng quý vị này. Hôm nay là ngày thường và vẫn cũng không thấy ai làm việc. Có lẽ là tiến độ thì cũng từ từ theo lối là quyên góp được tới đâu thì làm tới đó quý vị nhỉ. Đây quý vị ạ. Ngôi thánh đường nhỏ nhỏ ở bên này thì có tượng thánh quý vị nhỉ, thánh Teresa. Nếu mà nhìn bình thường mình không để ý quý vị, thì thực sự là nhìn giáo xứ thì cũng giống một ngôi nhà, bởi vì diện tích cũng không to lắm. Nhiều ngôi nhà ở đây thì to hơn đấy quý vị xem ở phía dưới nền, chỗ này có gắn nền rồi quý vị này, cửa nhôm kiếng này, bên này thì có đeo một cái hiệp sông của sư phụ của giáo phận Xuân Lộc quý vị này. Bên đây thì Khánh thấy có một bức tranh treo hình các cái mô hình tương lai mà giáo sư sẽ làm đây quý vị này. Đây là tượng đài Đức Mẹ ở đây đây. Tương lai sẽ đẹp như, nếu mà chàng làm xong thì sẽ được như vậy đấy quý vị này. Phía trước quý vị thấy cửa nhôm kiếng. Căn nhà cũng thấp thôi, có ô vuông ở trên này. Mình qua bên hông đây một tí quý vị nhé. Hai bên cánh gà của giáo xứ thì cũng được mở to lắm, có thể nói là chắc cũng được tận dụng để làm nơi cho giáo dân ngồi tham dự thánh lễ luôn. Đây bằng không có cửa sổ quý vị nhìn này, bên hông thì toàn là những cửa nhôm kiếng vậy thôi chứ không có cửa sổ. Có 4 cửa ra vào chính ở phía hông và một gian lồi bên kia thì có thêm một ô cửa nữa, nhưng mà quý vị thấy là không có cửa sổ luôn. Phía trong ngôi nhà thờ quý vị thấy chỉ kê được 2 dãy ghế và một lối đi vô quý vị ạ. Ngôi nhà thờ mà trước đây Khánh tham khảo thì 8 m và dài 20 m. Ở trên thì Khánh thấy một bên là tượng thánh Giuse, một bên là tượng Đức Mẹ. Gian cung thánh thì cũng nhỏ gọn và cũng ấm cúng quý vị này. Mặt hông bên này thì anh thấy cũng có 4 cửa bên hông, rồi cũng một cửa vào phía gian lồi, gian gác gọi là can hàn hay ngồi vậy, rồi một tòa giải tội đó quý vị này. Ở bên này thì anh thấy là khu vực anh nghĩ là nhà sứ. Nhà sứ ở phía sau này thì Khánh thấy cũng sạch sẽ khang trang.
Rồi anh thấy là có đề chữ văn phòng giáo lý nữa. Rồi phía bên này thì khu vực nhà giáo lý đang xây có lầu thôi chứ không sâu quý vị ạ. Có lẽ là diện tích đất không có, chiều sâu chỉ 4 mét thôi. Chiều ngang thì 4 mét nhưng mà chiều sâu chỉ có 4 mét. Chắc nghĩ là sẽ lên lầu như kiến trúc mình nhìn ở ngoài ấy. Đây quý vị này, nhà sứ đấy. Bên này anh thấy có đeo bảng ân nhân xây dựng nhà giáo lý giáo sứ Bầu Hàm quý vị này. Đa số là anh thấy ghi là bậc bao nhiêu đó tính bằng mét khối. Một mét khối là 4 triệu quý vị này. Bên trên quý vị. Đây, quý vị thấy này. Đây là bảng ân nhân mà cha sứ đeo ở một góc đấy. Hy vọng là 1-2 năm nữa thì giáo sứ cũng hoàn thành cơ sở vật chất. Mình mà giáo sứ sẽ sau khi sẽ xây dựng xong quý vị này. Có khu vực tường rào đằng trước đây. Khu nhà giáo lý là đang xây ở đây quý vị này. Khu nhà giáo lý đang xây ngay đây thôi. Vậy là quý vị ạ, Khánh vừa giới thiệu đến quý ông bà cô bác và quý anh chị em mình giáo sứ Bảo Hàm. Một giáo sứ đã được thành lập 15 năm rồi. Nhưng mà cha thì đang cải tiến xây dựng nhiều. Và giáo sứ thì nhìn chung mặt bằng thì quá nhỏ sơ sài quý vị nha. Các cái nền nhà thờ thì còn bằng đá mi vậy thôi. Và ngôi thánh đường thì cũng nhỏ lắm. Quý vị thấy giáo sứ chắc chắn là còn nhiều khó khăn. Từ đây ra Gia Kiệm thì chỉ khoảng 6-7 cây số thôi. Ra quốc lộ 20 giáo sứ Hưng Bình thì có 7 cây số thôi. Nhưng mà vì khu vực này là đồng bào người Hoa nhiều và giáo sứ thì chỉ có khoảng 800 giáo dân thôi, cho nên quý vị thấy chắc chắn là giáo sứ còn nhiều khó khăn quý vị nha. Khánh cảm ơn tất cả quý ông và cô bác và quý anh chị em mình đã xem phim. Khánh chúc quý vị có những phút giây thư giãn yên bình. Khánh xin kết máy ở đây ạ. Có đất trời từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối, Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Ngài mãi bên tôi cho dù tháng năm dài, Ngài hướng dẫn tôi khi thuyền trôi buông lái. Tình Chúa cho tôi rất nhiều, ủi an tôi bao điều, mãi dấu yêu quan phòng đỡ nắng sớm chiều. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa núi cao nào hơn, tình của Chúa chưa soi cõi đời cứu tôi. Ngài đã chết để cứu chuộc tôi, lòng thề quyết bước theo Ngài thôi. Ngài mở lối tiến lên quê trời đẹp tươi. Ngày tháng quân xoay luôn làm tôi mệt nhoài, hoặc thú hư danh đã làm tôi mê mãi. Cuộc sống đua trên miệt mài đã bao phen thất bại, đắng cay thêm nuôi dài cho kiếp trần ai. Tình Chúa bao la như lòng cha, dù tôi xa ngã, Ngài vẫn đứng đây trông chờ với trái tim nhân từ, mở đôi tay ôm chặt đứa con tội đồ. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa
soi cõi đời chiếu sâu tôi. Ngài đã chết để cứu chuộc tôi, lòng thề quyết bước theo Ngài thôi. Ngài mở lối tiến lên quê trời đẹp tươi. Chưa có đất trời, từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối, Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Ngài mãi bên tôi cho dù